Hello, xin chào anh em YouTube nha. Thì mình vừa mới nhận được cái thùng hàng. Thì cái này hôm bữa mình có chia sẻ với anh em á, là mình đặt cái hàng AA của R1 của anh em thì nay đã về rồi. Còn cái loại mà pre của ABE thì chưa về nha anh em. Thì cái này về trước cho nên là mình sẽ quay video chia sẻ với anh em trước nha. Thì bây giờ mình sẽ khui ra chia sẻ với anh em. Anh em xem chơi cho vui. Thì anh em nếu mà ai có đặt hàng á, thì vào cái link Facebook của mình nha. Rồi mình sẽ báo giá hoặc là vào cái số Zalo bên trên màn hình đó. Thì anh em vào đó rồi mình sẽ tư vấn giá cả và chất lượng sản phẩm này kia thì mình sẽ báo trong đó nha. Bây giờ thì mình sẽ khui ra. Đây nha anh em. Đây, tất cả đều là hàng chính hãng nha anh em, tất cả đều là hàng chính hãng của Bodybuilding Nhật. Đây, anh em thấy cái màu nó không, cái loại sản phẩm mà của R1 làm lúc nào bao bì nhìn cũng rất là đẹp nha anh em, màu sắc rất là đẹp. Acentino Amino 9. Cái loại AI này nó có thêm cái chữ energy nè anh em, năng lượng. Thì cái loại mà R1 kia thì mình hết hàng cho nên là mình không có lấy ra mình so sánh cho anh em xem được. Thì mình nhớ sơ sơ cái nào thì mình so sánh cho anh em cái đấy nha. Cái này anh em thấy không, cái này là vị mâm xôi. Cái này là mâm xôi gì nè mình quên rồi. Cái này là mâm xôi gì nè. Xem thành phần nha anh em. Để mình xem cái mặt trước. Thì cái này vẫn là 7,5 gram AA. Thì trong đó có 5 gram BCA và 500 mg điện giải. Cái này thì nó có thêm cái thằng caffeine nha anh em. Caffeine. Đây anh em, caffeine từ trà nè, là 130 mg. Thì cái caffeine này á, thì nó cái lượng caffeine này nó bằng với lại cái lượng caffeine của cái hàng aminolin đó nha anh em, aminolin loại 70 serving á, thì nó cũng bằng luôn, cũng là 130 mg. Thì ngoài ra mấy cái chất này cũng như cái kia thôi, nó y chang luôn, không khác tí nào hết nó. Thì cái hàng này nó chỉ hơn cái kia về cái hàng caffeine thôi. Thì nói chung là 130 mg này thì nó không có nhiều lắm nha anh em. Cho nên là mình nghĩ là nó sẽ không có gây mất ngủ đâu. Anh em cũng không có cần phải lo lắng về cái chuyện mất ngủ nếu mà mình tập buổi tối. Do là cái lượng caffeine này nó không có nhiều. Nó chỉ nằm ở cái mức là cũng khá là thấp. Thì mình nghĩ là rất là ổn. Thì mấy cái vị này mình chưa từng thử luôn. Hàng mới nha anh em, hàng mới. Thì cái loại AA mà của R1 mà cái loại kia thì nó xuất hiện cũng khá là lâu rồi, còn cái loại này thì cũng mới đây thôi. Hàng này cũng mới thì từ từ mình sẽ thử vị nó nha anh em. Khi nào thử vị thì mình sẽ làm video chia sẻ với anh em. Thì cái này mình có 3 vị nha anh em. Cái này là vị mâm xôi. Để mình xem mấy cái kia có vị gì. Vị chanh nha anh em, cái này vị chanh. Nước chanh màu xanh á. Còn cái gì nữa đây, vị này vị kẹo nha anh em, vị kẹo, kẹo dẻo vàng, kẹo dẻo vàng thì nó viết sao mình dịch vậy thôi, kẹo dẻo vàng nha. Thì nói chung là AA thì mình uống vị thì sẽ rất là ngon, anh em khỏi phải lo. Thì vị của AA thì uống lúc nào cũng ngon hết. Tất cả đều là hàng chính hãng nha mọi người. Đây là tem của Bodybuilding. Anh em muốn biết sản phẩm của Bodybuilding thì anh em lên trên website bodybuilding.vn và trong đó thì nó có cũng hơi nhiều sản phẩm á. Nào là whey của whey Ruan nè, mát Ruan, rồi retin Ruan. Nói chung là hàng Ruan rất là nhiều nha anh em, hàng của Ruan rất là nhiều, đa số là hàng của Ruan không à. Rồi cái loại này, ở cái loại kia nữa. Thì nay thì mình về có bao nhiêu đây thôi. Cho nên là
cũng không có nhiều lắm. Anh em nếu mà ai ủng hộ mình thì liên hệ với mình nha. Thì đặt hàng thì anh em hãy đặt hàng ở trên Facebook hoặc là Zalo nha. Còn YouTube thì anh em hạn chế đặt hàng ở trên đây nha. Thì ở trên đây chủ yếu là mình chia sẻ những cái video như thế này cho anh em tham khảo, hoặc là mình có làm những cái video mà mình dùng thử á, mình trải nghiệm, mình test thử mùi vị á, thì cho anh em tham khảo thôi. Còn đặt hàng thì anh em hãy chịu khó qua bên kia đặt hàng nha. Thì bữa giờ cũng khá là nhiều anh em đặt hàng của mình ở YouTube này, nhưng mà đặt ở bên Facebook Fanpage hoặc là Zalo thì rất là nhiều nha anh em. Thì anh em chịu khó qua đó giùm mình nha. Ngày mai chắc có rì qua ABE về. Rì qua ABE thì nó hàng nó chậm hơn. Tại lúc này anh em cũng biết tình hình rồi đó. Mình nhập hàng rất là khó. Thì có thể là ngày mốt thì mình sẽ về hàng của BBT. Hàng BBT thì đợt này thì chỉ về có Mark, thì Fake, hào lộn, mình xin lỗi. Mark Muscle. Rồi Lean Body. Thì nó chỉ về hàng Lapada thôi nha anh em. Lean Body thì mình chỉ năn nỉ xin được đúng một thùng thôi, chỉ có 80 gói thôi. Cho nên là trước đó thì có rất là nhiều anh em đã đặt rồi, thì những anh em nào mà đặt trước rồi thì mình sẽ chia sẻ cho những anh em đó trước. Còn anh em nào đặt sau thì mình còn hàng thì mình sẽ chia sẻ lại với mọi người nha. Thì chỉ có 80 gói cho nên là mình nghĩ sẽ không có đủ cho anh em đâu. Thì anh em thông cảm cho mình nha. Thì mai mốt hàng nó về thì mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ với mọi người sau. Thôi xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình chỉ làm một cái video sơ sơ ngắn như thế này để chia sẻ với anh em thôi. Thì hẹn anh em vào những cái video sau để mình xem cái đát anh đó, chia sẻ cho anh em xem cái đát anh. Đây anh em thấy không, đát là ngày 23 tháng 6 năm 2022, đát rất là xa nha anh em. Đát là đát 2 năm nha anh em, cho nên là mọi người không cần phải lo về cái đát sử dụng. Thì nói chung là anh em đặt hàng của mình á, thì bữa giờ cũng rất là nhiều bạn đặt hàng. Những bạn mà đặt hàng lâu rồi thì mình không nói, và những bạn mới đặt hàng thì có thể là có vẻ là hơi lo lắng về sản phẩm và chất lượng. Thì nói chung là hàng thì của mình nó là như vậy đó, mình làm video thì hàng nó là như vậy nè đó. Khi anh em nhận hàng thì có nhiều anh em thắc mắc là có được xem hàng hay không, thì anh em xem thoải mái nha. Nếu anh em không yên tâm thì mình cho mở hộp ra xem ở bên trong luôn, cho anh em xem hộp ở bên trong luôn, xem thoải mái luôn. Còn anh em nào mà không yên tâm nữa thì mình cho anh em uống thử luôn đó, mình chơi tới bến luôn nha. Anh em chơi tới đâu mình chơi tới đó. Anh em nếu mà thích thử kiểu đó thì mình chơi luôn, anh em có thể múc ra uống thử luôn. Nếu mà thấy ok thì anh em trả tiền cho shipper, còn nếu mà anh em thấy không hài lòng thì anh em trả hàng lại cho mình vậy thôi, không mất một xu nào nha. Mọi người có thể kiểm tra hàng thoải mái. Đó là mình chia sẻ với những anh em mà trước giờ chưa có đặt hàng của mình, thì anh em có thể làm như vậy để có được cái niềm tin. Thì để đặt hàng của mình thì anh em có thể làm như vậy nha. Còn anh em mà đã đặt hàng lâu rồi thì chắc cũng đã biết sản phẩm của mình nó như thế nào rồi. Nói chung là mình buôn bán thì không có chơi kiểu giả dối đâu nha anh em. Hàng thì nó là như vậy đó. Thì mình chia sẻ với anh em, hàng chính hãng thì mình nói hàng chính hãng, còn hàng sách tay thì mình nói hàng sách tay. Thì mình bán cái nào mình nói cái nấy, chứ mình không có chơi gian dối nha anh em. Mọi người cứ yên tâm nha. Cái uy tín của mình nó không có nằm ở một hai hũ này để mình làm mất cái uy tín của mình mấy lâu nay đâu, anh em khỏi phải lo. Thì cái này nó làm thêm cái lỗ tai này nhìn rất là đẹp, anh em thấy không? Mấy cái hũ này nó có gắn thêm cái lỗ tai này. Thì cái này mình nói vui gọi nó là cái lỗ tai đó. Còn không biết nó làm để làm gì, cái này mình tháo ra được. Đó. Thôi xin chào anh em nha. Thì chia sẻ chút xíu với anh em vậy thôi. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người vào những cái video sau nha. Anh em nếu mà thấy hay thì cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh nha. Ai chưa đăng ký thì cho mình xin đăng ký. Và nhớ bấm một cái chuông kế bên để ủng hộ cho cái kênh chuyên nói về thực phẩm bổ sung của mình nha. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.